tôi đầu thai làm mấy con vật mà sống trong bụng người ta, ý ông nói rất là trơ giấy, thì không biết là tôi sẽ như thế nào. Nhưng mà đây là cái việc mà con người suy nghĩ về kiếp sau, tiền kiếp mà không có một cái sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, chân lý của Chúa, thì người ta có thể suy nghĩ như vậy. Con người sống ra có thể đầu thai thành cái cây cọng cỏ, con này con kia. Nhưng mà chúng ta biết rằng với lời Kinh Thánh, chúng ta chỉ sống một đời con người. Chúng ta, tôi là việc và tôi sống đời sống tôi trên đất. Và tôi, khi tôi vào trong cõi đời đời, tôi cũng vẫn là việc, và Kinh Thánh nói là tôi sẽ sống lại trong thân thể mới. Và tôi có thể nhận biết tất cả mọi người xung quanh tôi. Mẹ tôi bây giờ đã nhận biết bố tôi ở bên nước trời. Mẹ tôi bây giờ đã từng trải sự sống lại trong thân thể mới và gặp Chúa và gặp lại ba tôi. Như Chúa Giê-xu đã phán với người bị đóng đinh bên Chúa: như tên cướp của trách nó, mày đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Chúng ta bị phạt là đúng, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. Rồi anh ta nói lại Chúa Giê-xu: khi Ngài qua vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con. Đức Chúa Giê-xu đáp: thật, ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong paradis. Vậy thì mẹ tôi cũng được nhận được lời hứa này của Chúa Giê-xu: ngày nay mẹ tôi được sống lại và ở trong paradis với Chúa. Anh chị em, đối với tôi tin rằng khi nói một người sống, không có thể nói là ồ, linh hồn sống. Một nước như vậy. Hãy lắng nghe lời Chúa tiết lộ bí mật trong cõi đời đời. Thế thì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất là lớn. Hebrew đoạn 12 câu 1. Ở đây nói rằng các người đang sống ở trên đất này và những người tin Chúa hãy vững vàng và đừng có rúng động, đừng có bước lui, đừng có yếu đuối, đừng có bỏ Chúa và đừng có suy giảm đức tin, vì cớ chúng ta đang có số đông người đang nhìn chúng ta, họ đang sống lại với Chúa, họ đang nhìn chúng ta, đám mây nhân chứng. Vậy thì chúng ta có hai sự sống lại: sống lại để chịu đoán xét và chịu hình phạt đời đời vì cớ tội lỗi mình. Má tôi lúc chưa tin Chúa, bà nhận biết về sự sống lại trong tội lỗi và có thể chịu hình phạt, và có thể theo Kinh Thánh là hình phạt trong lửa đời đời. Đây là sự nhận biết trực tiếp của mẹ tôi về phương diện tâm linh. Bà đã tìm kiếm và đáp lời mời gọi của Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay lần đầu tiên nghe giảng tin lành. Mẹ tôi nhìn biết mình tội lỗi, không thể làm sao hết tội được, và để tránh các hình phạt, bà đã đến với Chúa để được tha tội và được ban cho quyền làm con của Đức Chúa Trời và được sự sống đời đời ngày nay trong nước Chúa. Amen. Vậy thì phương cách duy nhất để nhìn nhận để chúng ta được sống đời đời với Chúa là chúng ta phải công nhận và nhìn nhận phương cách duy nhất của Đức Chúa Trời cho con người. Ở đây có một cái câu chuyện rất là lý thú cho chúng ta trong Kinh Thánh. Phải mặc áo lễ để vào dự tiệc cưới trên con. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 14. Chúa Giê-xu kể vương quốc thiên đàng giống như một vị vua kia tổ chức tiệc cưới cho con mình. Hãy đi ra và vào các đường chính, hãy gặp bất cứ ai, hãy mời đến dự tiệc cưới. Các đệ tớ đi khắp các ngã đường, tập hợp tất cả những người nào họ gặp, không phân biệt xấu tốt. Vì vậy phòng tiệc sống ở trong hồ lửa. Vì cớ đó mà Chúa Giê-xu đã đến đây chịu chết cho chúng con, để đem chúng con ra khỏi hồ lửa. Con cầu xin Chúa cho những người chưa tin Chúa trong phòng nhóm này, họ sẽ tin Chúa trong thời gian này và thời gian tới. Xin Chúa tráo trách lòng họ, xin Chúa khuấy động lòng họ để họ luôn luôn nghĩ đến số phận của linh hồn mình xa cách Thượng Đế và sẽ ở trong nơi xa cách Ngài, là trong nơi chịu hình phạt của tội lỗi mình, sự từ chối Thượng Đế của mình. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Ngài đã ban phước cho tang lễ của chúng con, an ủi, lời Chúa an ủi tất cả chúng con để chúng con được bước vào trong, trước cái sự ra đi của một người thánh, chúng con được sự niềm hy vọng của Thánh Linh Chúa ban cho chúng con, là chúng con sẽ gặp lại Cha, gặp lại Chúa Giê-xu của chúng con trong nước trời với thân thể mới. Chúng con tạ ơn Ngài, nguyện xin sự vinh quang của Chúa thuộc về Ngài, nguyện xin sự vinh hiển thuộc về Ngài, và lời Chúa là lời hàng sống ở trong chúng con, luôn luôn nâng đỡ chúng con, nâng đỡ hội thánh và những người mới tin Chúa, họ những người chưa tin Chúa, họ sẽ được cái sự cảm động của Chúa, nhắc nhở của Chúa về điều này. Con tạ ơn Ngài, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
và khả năng an toàn. Kính thưa Hội Thánh Chúa và các quý quan khách, chúng ta sẽ dùng 5 hoặc 10 phút kế tiếp đây để những đại diện của những hội thánh có thể lên đây để chia sẻ phân ưu với gia đình ta quyến. Quý vị cứ mạnh dạn tiến lên nếu quý vị muốn chia sẻ điều gì đó với gia đình chúng tôi. Kính mời. Kính thưa toàn thể tăng quyến cùng quý vị quan khách, tôi là mục sư Lê Hoàng Duy Tín, xin thay mặt Chòa Thánh Baptist Garland đến đây để phân ưu cùng hết thảy quý tăng quyến. Chúng tôi rất là cảm động được có cơ hội đến đây với quý vị, biết rằng việc ra đi của bà cụ là một cái sự mất mát đau buồn ở trong gia đình, nhưng cũng là một cái điều thật phước hạnh khi mà chúng tôi nhận tin anh Thắng báo cho chúng tôi hay rằng bà cụ đã về với Chúa. Thì điều đầu tiên mà tôi nhắn tin trở lại là tạ ơn Chúa, thật tạ ơn Chúa về cuộc đời của bà. Và nhờ có bà mà Chúa đã mang vào trong đời biết bao nhiêu những anh em chị em khác. Và đây cũng là sự khích lệ cho tôi, cảm ơn mục sư đã có lời giảng ngày hôm nay để khích lệ và nói về sự sống lại của thân thể. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa tiếp tục làm việc ở trong đời sống các anh chị em, những người ở trong tăng quyến, mở lòng để đón nhận Chúa. Quý vị nhìn thấy bà cụ nằm đây, khi nhắm mắt xuôi tay thì không mang gì theo được, chỉ có thể mang linh hồn về với Đức Chúa Trời mà thôi. Và quyết định của quý vị sẽ ảnh hưởng đến việc linh hồn mình đi về đâu. Tôi cầu nguyện đến lời Chúa ngày hôm nay với sự vận hành của Thánh Linh động chạm đến quý vị, và một lần nữa xin Chúa cho quý vị kinh nghiệm được sự yên ủi lạ lùng của Thánh Linh trong thời gian này. Muốn thật hết lòng. Dạ, thưa tôi là mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh, xin kính chào mục sư Hồ Việt và gia đình Tăng Quyến. Tôi xin thay cho mục sư Huỳnh Quốc Khánh là chairperson của các mục sư ở trong VCF. Chúng tôi đã cùng nhau giảng Tin Lành trong suốt có thể nói là hơn 20 năm qua ở tại Houston này. On behalf of all of us, please accept our condolences to you and the family. May her memory, may her faith, and the legacy continue on as an encouragement to each and every one of us to follow Christ and to preach the good news to everyone who is willing to hear and listen. Nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở cùng với ông bà mục sư Vũ, bà mục sư Văn, tất cả mọi người ở trong gia đình Tăng Quyến, và xin Chúa an ủi mọi người. Our time on earth is limited. Every one of us has a number of days and years written is in God's book before a day was given to us on this earth. So we are to make a choice to live our lives. And in that moment in time, we have a choice to make Christ as our Lord and Savior, or we are to reject Him. And a decision not to receive Him is also a decision to reject Him, His salvation, His offer to us. So we are, and where we are to be, it's up to us, but where we have chosen to be. So may the Lord be with you. May the Lord encourage your heart as you see her, our grandma lying here. And dust shall return to dust. Ash shall return to ashes, but the soul and the spirit that belongs to God, that accept God, will go back to God. And one day this body will be transformed into the incorruptible body to be with the spirit of God and the souls forever. Amen. So may you be encouraged. Thank you. Cảm ơn mục sư Lê. Xin mời mục sư. Kính thưa quý tôn đức của Chúa, kính thưa quý vị trọng tài quý, tôi mục sư Mỹ Hiền xin thay cho hội thánh Tình Thương, trước nhất thay cho hội thánh Tình Thương xin kính lời chia buồn trong sự chia ly của gia đình, và cũng xin chia vui vì bà cụ đã
chẳng những đã giữ được đức tin nhưng mà đã truyền cái đức tin đó cho các mục sư, các con cháu trong gia đình, và chúng tôi thấy điều đó. Tôi cũng xin đại diện cho Hội Thánh Trưởng Nhiệm Việt Nam tại Hoa Kỳ, cũng là nơi mà mục sư Việt cũng đã góp phần rất là nhiều ở trong sự hầu Chúa. Hội Thánh Trưởng Nhiệm Việt Nam tại Hoa Kỳ xin kính lời chia buồn và cầu xin Đức Thánh Linh an ủi các đặc biệt trên trang quyến. Nguyện Chúa ban phước và chúng tôi thay cho các tôi tớ của Chúa ở trong cao sổ, ở trong ABC xin gửi đến lời phong ngư của một sự việc đặc biệt, và các tôi tớ của Chúa, các quý vị trong tăng viên, nguyện Chúa an ủi và nguyện Chúa dùng sự ra đi của bà cụ để khích lệ đức tin và đem nhiều người đến với Chúa. Xin Chúa ban phước. Cảm ơn mục sư. Cảm ơn mục sư nhiều. Không biết còn ai nữa không? Cảm ơn tất cả quý vị. Tôi xin mời gia đình chúng ta tiến lên đây để chúng ta cùng nhau sẽ cảm ơn, cảm tạ những quý vị quan khách khác, quý vị có khách quý trong một thánh đã đến thăm dự. Còn chúc phúc hiểu. Kính chào hội thánh, kính chào tất cả các quý vị mục sư và các quý con cái Chúa trong những hội thánh lân cận và đối xa gần. Chúng tôi thành thực rất là cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị buổi sáng hôm nay. Sự hiện diện của quý vị là một sự an ủi rất là lớn cho gia đình tăng quyến của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Chúa cũng như cảm ơn tất cả các quý vị con cái Chúa đã có lòng quan tâm, hỏi thăm cũng như thăm viếng má của chúng tôi trong thời gian qua. Đó cũng sự an ủi và sự nâng đỡ rất là lớn đối với gia đình chúng tôi. Tôi thì đặc biệt cảm ơn Chúa là mục sư Duy, mục sư Tiến cũng như những con cái Chúa của hội thánh tôi là từ Ga Linh đã lái xe 5 tiếng đồng hồ lên đây để tham dự các buổi tăng lễ sáng hôm nay. Thật là quý và chúng tôi sẽ không quên tấm lòng chiều mến của quý vị dành cho gia đình của chúng tôi. Và sau buổi lễ hôm nay thì chúng tôi cũng có những cái món ăn nhà, xin mời tất cả quý vị đón lại để chúng ta có thể có thời giờ để chia sẻ tâm tình với nhau. Cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, thì bây giờ thì để trước khi chúng ta lên đi viếng thăm mẹ tôi thì chúng ta sẽ cùng với nhau đứng lên và hát tôn vinh Chúa và chúng ta chấm dứt lễ của chúng ta trong chương trình. Tôn vinh chân thần, xin hội thánh chúng ta cùng hát tôn vinh chân thần. Tôn vinh chân thần nguồn ơn vô đối, dưới lát chúng sinh tôn mỹ khắp nơi. Cũng chung khen ngợi ba ngôi Chúa Cha cùng con với linh muôn đời. Amen. Xin kính mời mục sư Nguyễn Hiền lên đây cùng mình chúc phước cho. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ và sự cảm thông của Chúa Thánh Linh, cầu xin thần yên ủi ở cùng tang quyến, ở cùng tang lễ của cụ bà Hồ Trương Kim An. Nguyện Chúa ở cùng và ban phước trên tất cả mỗi chúng con từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lành. Tang lễ của bà Hồ Trương Kim An đến đây là chấm dứt. Chúng ta có thời giờ để cùng thăm viếng bà Kim An cũng như mẹ tôi, bà người đó thì chúng ta cùng nhau xếp hàng. Xin mời Thắng hướng dẫn bên này đi lên từ bên hàng này, chúng ta sẽ lên đi lên luôn từ hàng đầu tiên. Dạ, hàng đầu tiên có thể đi lên để đi qua. Dạ, chúng ta có thể đứng bên này để cảm ơn gia đình, để cảm ơn quý vị đã đến thăm và chúng ta để chào mời chị Năm. Dạ, chúng ta đi rồi đi xuống luôn, đi vòng xuống luôn. Đi qua bên này.